Mến chào anh em chú bác, rất vui được gặp anh em chú bác trong video hôm nay. Thì hôm nay mình xin nói về cái thời tiết hiện tại. Thời tiết hiện tại rất là nóng, nắng nóng phải không? Thì để cho cái vật nuôi gà của mình á được khỏe mạnh và nó ít bệnh nhất và ít bị chết nhất thì mình dùng cái sản phẩm nào để gà mình khỏe mạnh? Thời tiết này gà nó rất là dễ bị khò nè, cắn mổ nè, do nóng quá thì nó bị chết và con gà nó dễ bị gọi là bệnh, nhất là bệnh và nó cắn mổ và nó khò ha. Thì để tăng sức cái đề kháng cho con gà trong cái giai đoạn nắng này thì mình có cái bộ đôi này, nhất là cái ADBCOMPLET thì rất cần thiết, cái ADBCOMPLET này rất cần thiết ha, trong cái thời tiết nắng nóng này. Thì ngoài cái ADBCOMPLET thì mình cũng thường xuyên thỉnh thoảng mình tặng cái hàng viên vi sinh này nè, để cho cái hệ tiêu hóa nó tốt. Thì mình xin nói về cái ADBCOMPLET này có tác dụng như thế nào. ADBCOMPLET này có tác dụng như nào, mình xin đọc cái những cái thành phần dinh dưỡng và công dụng của cái hàng ADBCOMPLET này để cho mọi người cùng xem, để trong cái việc mình phòng ngừa bệnh và sau khi tiêm vaccine và sau khi vận chuyển từ chuồng trại này ha. Thì mình trước tiên thì mình đọc cái thành phần của nó nha, cái nhóm vitamin để cho anh em chú bác cùng xem để tham khảo. Thì có vitamin A này ha, rồi vitamin D3 và vitamin B, vitamin B6, vitamin B2 và vitamin C. Thì cái nha thành phần và nguyên liệu khác, thì cái nguyên liệu khác thì cái phụ trộn trong đây là bí quyết của bên sản xuất, thì mình không thể nào biết thêm những cái phụ gia khác được ha. Thì cái đó là một số những cái thành phần vitamin đặc biệt. Cái C để tăng sức đề kháng nè, cho con gà đó, cái đó là rất là quan trọng. Cái nhóm B complex là nó có những thành phần như vậy. Và mình xin đọc cái công dụng của cái hàng ADBCOMPLET này thì gồm có công dụng như nào, mình xin đọc hết từ tên dưới ha, để nói chi tiết về cái bộ ADBCOMPLET này ha. Thì công dụng mình xin nói là gia tăng sức đề kháng cho vật nuôi khi có dịch bệnh, là tăng sức đề kháng cho con gà hay con vịt gì đó hay là những con lợn trong thời gian bệnh nha. Chống chết nè, nhiệt trong mùa nóng, trong thời điểm giao mùa, giúp heo gà vịt hết sốc khi chủng ngừa. Có nghĩa là giai đoạn mình chủng ngừa, tiêm ngừa gà vịt heo đó, thì mình sẽ trước và sau cái đợt tiêm á thì mình cho dùng cái sản phẩm ADBCOMPLET này, gà con vịt hay là về vật nuôi đó, nó sẽ tăng sức đề kháng, nó khỏe mạnh hơn, ít có bị gọi là mệt á, giống như là ghim mình, giống như mình tiêm tủ quốc tùng đúng không? Thì trước 3 ngày mình cho uống, rồi sau liên tục sau khi tiêm tủ quốc tùng rồi mình cho uống này, gà nó rất là khỏe, nó rất là khỏe, tăng sức đề kháng và tạo kháng thể tốt luôn, tại con gà nó khỏe thì nó tạo kháng thể tốt và nó lẹ hơn. Thì trong đây có cái vitamin C nè, nó tăng sức thế để nó chống tội. Nhiều khi con gà hơi yếu không, mình tiêm vô thì có thể nó giật hoặc là nó yếu một hai ngày hoặc là có thể chuyển qua bệnh luôn. Thì mình có cái này vô để hỗ trợ nó tăng sức đề kháng, nó giống như cái mình mà xài UPC đấy đó, mình tăng sức đề kháng của mình lên ha, cơ thể mình á. Thì và cái bổ sung thường xuyên giúp heo gà vịt khỏe mạnh, ăn ngon miệng đó, thì nó kích thích cho gà ăn ngon miệng, tại bổ sung dinh dưỡng thì gà đầy đủ khỏe mạnh thì nó ăn mạnh nè. Đặc biệt dùng cho heo con nè, gà con, vịt con trong giai đoạn ốm để giảm hao hụt và bệnh tật. Trong giai đoạn ốm thì mình dùng cho cả vịt, gà, heo, con luôn thì nó rất là hiệu quả cái hàng ADBCOMPLET này ha. Nó không riêng mình dùng cho gà không mà vịt và heo luôn ha. Thì cái liều lượng mình xin đọc cái liều lượng trong cái hướng dẫn sử dụng là cái liều lượng là pha 1 đến 2 gram với 1 lít nước. Pha đến 2 gram, 1 đến 2 gram dùng cái nước cho vật nuôi gà mình ha. Và nếu mà mình trộn vào thức ăn thì mình sẽ trộn là 100 đến 200 kg, 1 kg, 100 đến 200 kg thức ăn cho 1 kg. Đó. Cho heo gà vịt uống hay ăn liên tục hỗn hợp đã trộn sẵn sản phẩm trong suốt thời gian ốm hay từ giai đoạn gần xuất chuồng đến lúc bán. Có nghĩa là dùng thường xuyên gà mình sẽ khỏe mạnh, cho đến khi xuất chuồng bán thì nó gà mình sẽ phải khỏe mạnh ha. Cái này mình dùng thường xuyên trong cái giai đoạn, nói chung là những cái giai đoạn khắc nghiệt nhất nè, giai đoạn khó nhất nè, và mình dùng thường xuyên thì con gà nó ăn nhiều mau lớn. Và những giai đoạn khắc nghiệt như nào là thời tiết nắng nè, mưa dầm nè, rồi khi tiêm ngừa nè,
giai đoạn ấm nè, là những cái giai đoạn đó là mình nên dùng thường xuyên đó, mình nên dùng thường xuyên cho con gà nó khỏe mạnh và mau lớn nha. Rồi thôi, video ngắn mình chia sẻ đây, cảm ơn em chú Bác đã xem video và ủng hộ kênh Cuộc Sống Của Ta. Hẹn gặp lại anh em chú Bác ở những video sau.